Hey, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là tình cảm 3 tháng tới của bạn sẽ như thế nào. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy là trong 3 tháng tới bạn sẽ có nhiều mối quan hệ đến với bạn. Có thể là trước tiên là bạn bè, và bạn cũng đừng nên đặt nặng những cái vấn đề về chuyện tình cảm là mình phải tìm được một đối tượng nào đó. Khi mà bạn không quá đặt nặng nó thì những mối quan hệ đó sẽ đến với bạn. Bởi vì mình thấy bạn cũng là một người đã từng trải qua nhiều tổn thương và cái sự bất an của bạn khá nhiều. Vì vậy khi mà bạn càng bất an thì nó giống như là một cái lực hấp dẫn vậy. Nó sẽ thu hút những cái điều mà không an toàn đến với bạn. Hãy thả lỏng bản thân của mình. Hãy cứ cởi mở với những mối quan hệ, có thể làm bạn thôi cũng được. Nên là mình đừng có quá đặt nặng về cái vấn đề là mình phải có một đối tượng nào đó trong cuộc sống của mình. Và nhìn chung lại thì mình có một lời khuyên cho bạn là hãy bỏ hết những cái năng lượng tiêu cực, những cái sự bất an trong những cái mối quan hệ trước của bạn, và để chào đón những đối tượng mới, những mối quan hệ mới đến với cuộc sống của mình. Và cứ hãy sống hết mình với những mối quan hệ đó. Mặc dù bạn không cần biết là mối quan hệ đó có tiến xa hay không, có kết quả ra sao, bạn cứ hãy sống vui với những cái phút giây hiện tại trước đi. Hãy cứ là chính mình, hãy cứ thể hiện những cái cảm xúc thật nhất của mình trong những mối quan hệ đó.